tự hào. Chúng em hy vọng thời gian tới được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo, các anh chị khóa trước cùng sự năng nổ trong học tập và không cần bèn biệt sẽ trở thành người có trí thức đạo đức, những nhân tài giúp ích cho đất nước sau này. Trong buổi gặp mặt giao lưu ngày hôm nay, em xin thay mặt tân sinh viên gửi lời mong muốn, ý nguyện của mình cũng như là lời tâm sự đến mọi người để chúng em sớm được thích nghi với môi trường học tập bèn biệt.